Chào tất cả mọi người, hôm nay em chiều thứ bảy em review một loại dược liệu. Cái loại này thì chắc mọi người nhiều người biết. Cái này thì nó không có gì cả là lạ lẫm gì cả. Cái này thì nó gọi là bông trà hoa vàng. Thì cái loại này này thì nó là họ nhờ cây chè. Bông hoa này thì nó giống như cái hoa chè bình thường của mình ấy, nhưng mà nó có màu vàng. Kể cả là cái cây hoa hải đường ấy là nó cũng giống 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 như kiểu là cái bông chè này, nhưng mỗi tội nó màu đỏ. Nhưng nếu mà có giá trị dược liệu ấy thì có cái bông trà hoa vàng này này thì là nó đang là có giá trị dược liệu là cao nhất. Cái bông trà hoa vàng ấy nó có các thành phần chống oxy hóa rất là cao. Trong này ấy, nó bông trà hoa vàng này nó dùng cho mọi người ấy là nó tốt cho các bệnh về tim mạch, các cái chống xơ vữa động mạch đó, trẻ hóa làn da, dùng rất tốt cho về phụ nữ hay kể cả đàn ông. Nếu mà khi mà chúng ta sử dụng ấy thì thường thường cái bông trà hoa vàng này chúng ta dùng để pha trà. Và trà hoa vàng này thì nó có hai loại, nó có rất là nhiều loại chứ không phải là hai loại. Nhưng mà như thị trường bây giờ ấy là người ta sản xuất theo theo hai cách. Như cái bông trà này ấy, là người ta gọi là bông trà sấy nhiệt, thì là người ta bóc ra thì trông nó sẽ không được đẹp. Và cái giống trà mà người ta sấy nhiệt này thì thường thường là những cái giống trà của vùng Nghệ An, người ta sấy nhiệt giá thành nó sẽ rẻ hơn. Như cái bông trà bên này này, nó là gọi là bông trà sấy thăng hoa, sấy bằng cách đó là đưa gọi là sấy nhiệt lạnh, người ta đưa không khí lạnh nhưng mà khô vào bên trong và nó rút hết nước ở bên trong thì là nó sẽ giữ được giá trị dược tính cao nhất. Nếu như là mà mình làm uống thì uống hàng ngày thì mình uống loại bông như thế này là rất là ok. Cái vị của trà hoa vàng thì nó hơi chát chát và vị hậu của nó thì nó cũng không ngọt, nhưng mà uống trà hoa vàng đấy thì nó rất là tỉnh táo. Sử dụng trà hoa vàng đều ấy thì thần kinh của chúng ta nó sẽ không 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 bị mệt mỏi. Ai mà làm về công việc mà làm về công việc suy nghĩ đầu óc nhiều ấy, thì là dùng trà hoa vàng này là rất là tốt đấy. Khi mà cái bông trà hoa vàng này thì nó không có những cái phương pháp dùng khác như là những cái loại thảo dược khác, nhưng mà nếu như dùng về một thức uống hàng ngày ấy, thì chúng ta nên sử dụng này thay uống nước trắng cũng được. Bởi vì nó sử dụng được cho từ người lớn trẻ con và nó không không phải kiêng cữ về các cái loại bệnh tật nào, ví dụ như là một số loại bệnh như kiểu là các người vấn đề khác như kiểu các bệnh về gan này thứ thì chúng ta vẫn sử dụng được như bình thường. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta sử dụng cả trà hoa vàng này, nó giải độc gan cũng rất là tốt này. Nó ai mà cũng sử dụng rượu bia nhiều, công việc mọi thứ sử dụng nhiều ấy, thì là nó nên sử dụng về trà hoa vàng này. Nếu mà đến một sử dụng một ngày ấy, thì chúng ta chỉ cần pha được khoảng tầm với một người chỉ cần một bông như này thôi, bông to. Còn nếu những cái loại bông nhỏ như này chúng ta sử dụng từ 2 cho tới 3 bông, chúng ta pha ra được khoảng tầm cỡ 1 lít nước uống. Đó, pha nước nóng, nước sôi. Một chút nữa em pha thử cho mọi người cùng xem cái màu của nó lên nó như thế nào. Còn nói tiếp đến ấy, thì trà hoa vàng ấy thì nó có rất rất là nhiều loại nhé. Nó không chỉ riêng là những cái loại bình thường, có những cái loại mà rất là đẹp. Như bây giờ có những nơi như Ninh Bình ấy, là có cả một gọi là công viên trà hoa vàng. Ở bên đó họ làm những cái bông trà như thế này này, nó đẹp lắm nhưng giá thành nó rất là cao, vì cái bên đó là người ta sử dụng công nghệ, người ta giữ hoàn toàn được lại tất cả mọi thứ ở bên trong. Còn như ở đây ấy thì như bọn em ấy thì là chỉ có cái loại bông như thế này này là đã sấy thăng hoa như vậy, như này là đã là đẹp lắm rồi. Em bọn có những cái loại tốt hơn nhưng mà nó không, giá thành nó quá cao để ra được thị trường thì nó rất là khó. Em sấy là chúng ta sẽ giữ được lại tất cả mọi thứ
từ cái cánh gần như là như ban đầu. Cái bông trà đấy ấy, là khi mà nó chưa lở nhé thì phải bóc bằng tay ra, bóc từng bông ra. Chứ nếu mà nó để nó bắt đầu lở rồi ấy, thì cái giá trị dược tính của nó sẽ mất đi rất là nhiều. Đó. Nó sẽ còn cả nụ, cả phấn hoa, tất cả mọi thứ đầy đủ. Mùi của nó thì nó thơm theo kiểu nhẹ nhàng. Đó. Nó thơm theo một cái cách rất là nhẹ nhàng, nó không 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 hăng, nó không có mùi hăng. Đó. Nó thơm kiểu nhạt nhạt, mùi nó tựa tựa như kiểu là chúng ta ngửi cái bông, một cái bông hoa nào đó, nó thật sự là nó không có một cái gì mùi hăng. Cái này thì cũng rất là khó tả. Chất lượng của nó thì về 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 mọi thứ ấy, thì sử dụng cái này nó rất là ok, từ người già trẻ con, hay là thực đặc biệt là những người đi làm hay mệt mỏi, cơ thể không được khỏe, tinh thần không tốt, nó giảm stress rất là tốt. Uống sử dụng hàng ngày, hàng đều đều hàng ngày nhé, thì nó giảm stress rất là tốt này. Đó. Em sẽ quay một đoạn về, em sẽ chèn một số clip, em sẽ chèn một số hình ảnh về cây và bông hoa tươi của nó vào trong clip. Giờ thì em sẽ quay một đoạn thử pha cho mọi người cùng xem là nó sẽ ra cái màu gì và vị của nó uống như thế nào. Đây là những cái cây cháo vàng em chụp từ năm 2016 ở Tuyên Quang. Đấy, à, chụp từ năm 2016. Đây là quá trình của một bông chè khi mà em cho trong nước, thì nó sẽ cái màu của nó ấy là nó nước sôi vậy, thì những cái vần vần kia nó là hạt phấn. Không, chúng ta cho vào thì bắt đầu là dần dần cái cành chè khi nó khô nó ngấm nước và nó sẽ nở ra dần, nó sẽ được giống như bông chè phía bên này, đó. Nhưng mà cái bên này thì là em pha cùng với táo đỏ kỳ tử, hai cái loại quả này thì nó cho một cái vị ngọt thanh thanh, uống nó hơn. Còn nếu mà chỉ pha như thế này thôi này thì chúng ta sẽ được một cái vị hơi chát. Thường thường ấy thì một cái bông này hoặc là hai cái bông chúng ta pha với khoảng tầm nửa lít nước, hoặc là chúng ta pha với cả một lít nước luôn, uống cả ngày luôn thì là chúng ta uống hết lít nước, thì một lít nước đấy thì là chúng ta sẽ bỏ bỏ luôn cái bông chè đi và pha một một lượng nước mới để uống. Thì trung bình cứ mỗi một người thì một ngày uống khoảng tầm 1,5 lít, với 1,5 lít cho tới 2 lít nước. Chúng ta có thể một ngày pha 2 lần, uống 2 lần. Đó, rất là tốt, nó giảm bớt căng thẳng thần kinh này, dễ ngủ hơn. Đó, không làm ra cảm thấy mệt mỏi. Còn là nếu mà như chè này này thì thực ra thì chúng ta sẽ sử dụng làm như lá của nó, hiểu uống rất là tốt cho các bệnh về vấn đề về dạ dày, về các cái vấn đề về đại tràng, giảm đau đại tràng, không rồi các viêm loét dạ dày. Đó. Nó sẽ làm cho cơ thể ta nó khỏe hơn, tốt hơn trong quá trình ta sử dụng đều. Những như loại này chúng nó sấy thì nó như bên em ấy, mà sấy những loại như thế này này thì là không 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 có chất bảo quản nhé, không sử dụng thành phần chất bảo quản, bởi vì là khi mà chúng ta mua về thì mỗi một cái lọ như thế này khoảng tầm 100 g, nó sử dụng trong khoảng tầm 15 tới 20 ngày là hết, thì bọn em không sử dụng ấy. Và bọn em là đóng gói, một là đóng hộp, hai là bọn em sẽ hút chân không. Nhưng hút chân không thì nó rất là dễ gãy cánh, còn đâu hầu như là tất cả mọi thứ này là sẽ là đóng hộp. Khi mà một bông chè ra thì cái màu nước này ở bên ngoài nó như ở trong này, thì trong video ấy thì không 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 nhìn được cái màu vàng của nó, và cái vị nước của nó thì nó hơi chát đấy. Khi mà bông chả nở hết này, nó được cái màu hoàn toàn, được một cái màu hoàn toàn đẹp như thế này, rất là đẹp. Như chè này chúng ta có thể pha chung với cả chè uống bình thường cũng được, vì hai cái mùi vị nó gần giống nhau và hai cái là cùng họ với nhau, nhưng chỉ khác mỗi là một bên là dùng lá và bên là dùng hoa. Đó. Cây này thì nó cho người ta về giá trị dược liệu rất là cao nhé. Bây giờ rất là nhiều người đang trồng trà hoa vàng này,
người ta làm về nụ hoa tất cả mọi thứ rất là ổn. Đó, như bên em thì ở trên Lào Cai thì em có trồng khoảng tầm hơn 10 cây, mỗi đến 1 tháng 9 tháng 10 ấy, là bắt đầu là sẽ có hoa. Còn mùa chè này thì là chè rừng nhá, thì là nó chỉ khoảng tháng 9 tháng 10 thì mới có hoa thôi. Thì là làm từ lúc đó cho tới hết tháng 1 đến bây giờ, và sau đó là chè là hầu như là đã sấy vào có bảo quản cất đi để giữ cho bán cho đến bao giờ đến lúc có mùa hoa mới. Còn hàng chè trồng thì nó có vào khoảng tầm tháng 6 tháng 7, nhưng mà bây giờ số lượng thì nó vẫn chưa được nhiều cho lắm. Và cái phần bên chè trồng người ta hay dùng để chế biến làm sấy đẹp như vậy này, đẹp hơn để xuất khẩu bán sang bên Trung Quốc chứ, hoặc là bán sang Nhật, chứ không trong nước mình gần như là không có để sử dụng nhiều. Bác nào xem clip để nói về cái cháo vàng này hay thì bác cho em xin một nút like hoặc là một like. Em xin cảm ơn mọi người.